chân quá. Lâu quá, dơ quá.
2019-2020 cái camera phạt nguội nó gắn chưa có nhiều. Xong rồi mình cứ thế mình đóng, mình gặp đường nào mình cũng đạp, đạp kiểu mất dạy á. Xong rồi cuối cùng mới phát hiện ra là lúc mà mình năm mình về là cuối năm 2020 á, giữa năm 2020 là cuối năm 2020 là mình về, nhưng mà giữa năm 2020 là nó gắn cái camera mà để bắn tốc độ phạt nguội rất là nhiều đó. Cái lúc mà mình mới về đáp xuống sân bay rồi hồi, và lúc mà mình
trên cái xe này nha. Nhưng mà nãy đạp hơi fail thế, kiểu nó bị giật đấy. Cạch má giật mình. Kiểu xe này mình chạy nhanh, mình chạy tốc độ cao đồ này nọ bình thường á thì không có sao, nhưng mà cái low control xây xác